Đây, khỏe không? Đây ông bà cô gái này, anh hai. Anh hai đi đường nào mà biết nhà em hay anh hai? Đi đường vô Phước Lợi này, vô chợ Gò Đen rồi đi vô đây luôn. Dạ, sao anh biết nhà em hay vậy? Đi cũng hỏi thăm. Hỏi thăm qua nay mới gặp đó. Trời ơi, là qua nay anh hỏi thăm đi kiếm em đó hả? Ờ, đi qua nay luôn. Hôm qua anh đi lên Bình Chánh, anh tìm lên bệnh viện tìm đó. Hôm qua lên bệnh viện. Qua lên bệnh viện rồi tìm rồi không có gặp. Đó, rồi mấy cô y tá nói là không viết giấy cam kết rồi uống thuốc rồi, xuất viện về rồi. Anh vô chỗ anh hỏi làm sao nè? Thấy em làm ơn cho anh hỏi Phong Nguyễn nó nằm ở phòng này đâu rồi em nó kêu. Hỏi Phong Nguyễn không biết, nó kêu đổi Tấn Phong. Thì anh nghĩ là chắc tên Phong là chắc vậy rồi. Rồi cái nó kêu anh Phong xuất viện rồi. Đó, chỉ viết giấy cam kết rồi về uống thuốc. Dạ. Không hay có rồi là anh đi. Anh hai nè ông bà cô bác. Anh hai là nuôi anh Danh á. Danh mà bị tai nạn tháng nữa sắp cưới ông bà cô bác. Hôm bữa là con Khánh Nguyễn xuống nè. Dạ xin chào bà cô bác. Hôm nay xin phép đến nhà thăm Phong. Trời xin phép gì anh hai tới mà cũng chết rồi. Bệnh rồi đến thăm. Để em lấy nước uống anh hai. Rồi quên đến chợ Gò Đen. Rồi mấy đứa xếp hàng lại dạ bác hai nè mấy đứa. Chào bác hai nè. Chào các con. Ơi chào các con. Ơi cái chờ quá đó. Ảnh vô ảnh còn sách cái bịch gì nữa kìa. Trời ơi. Cô quà gửi cho Phong cho. Trời ơi hôm bữa nói rồi. Tím sức khỏe mà. Trời ơi chết luôn. Có gì đâu. Cái tình cảm tình ghé anh em cảm gì đâu. Ta không biết thì thôi, biết rồi thì giá nào cũng đến được thì phải đến chứ. Anh tới rồi nhầm khi là cô bác có ghi hình rồi vậy cũng ngại. Thì xem như là khán giả đi ủng hộ kênh của Phong rồi nghe tin Phong bệnh rồi anh đến thăm. Dạ, hội thăm nhắn tin em là quý lắm rồi chứ. Thì cũng xin phép là thay mặt bà con cô bác, ông bà cô bác á, không ai đi thăm chưa đến thăm Phong được hay là biết tin Phong thì cũng như anh biết rồi anh đến được thì anh đến. Chứ đừng có đến, em nghĩ là đừng có đến. Tại ông bà cô bác ơi là bữa trước á là khi mà nghe thông tin á, thì Phong có nói anh hai á, thì anh hai gửi lời thăm là Phong rất là mừng rồi chứ đừng có tới nhà chứ nó cực khổ. Rồi anh lặn lội lên bệnh viện kiếm bữa hôm qua luôn, xong rồi bữa nay thì lên nhà. Sự là quý tấm lòng dữ lắm luôn á, nhưng mà vậy nó cực lắm anh hai ơi. Thì cực có gì đâu mà cực, thì tại vì anh cũng với em dâu với em giấu nhà của em mà anh tới nhà vậy anh hỏi thăm riết mới ra đó, hỏi thăm qua nay mới được cái. Rồi vô ngồi ghế đi. Ngồi đi. Cảm ơn anh hai nhiều nha. Mấy đứa anh hai nào hả? Anh có chút quà gửi cho Phong nha. Gửi cho Phong uống nha. Gửi cho em không anh? Gửi cho Phong. Trời ơi hết nó nổi luôn. Chú đó thì sao có thấy ổn không chú? Dạ thấy nó có phát triển không? Phải phát triển không? Con chưa có thấy phát triển gì bác ơi. Thấy tội quá hả? Giờ nằm về ngoài vậy đó hả? Nằm vậy hả? Xong làm quà dễ dàng giờ chào em rồi cái con bạn nói vậy nay đi về đâu phải ở đó luôn không á thì về đi làm nữa về nhà ở đi làm rồi cũng đi làm thường ở xa đúng rồi thời gian lâu quá đâu có nuôi hoài được. Dạ. Thì chú phải lên gửi em hả? Anh gửi em. Ngồi xuống đi, ngồi đi anh hai. Em kiểm tra, chúc em phải kiếm cái gì em phải gửi lại cho anh chứ không phải là ấy đâu nha. Thì khui lấy ra luôn. Đây là cũng khỏe rồi. Thôi bây giờ lát nhận hộp đi còn hộp gửi. Gửi lại cho Danh. Gửi gì thôi đi con gửi cho Phong mà. Thôi gửi lại cho một lên đó nó cũng nhận. Lấy một lốc đi. Ừ. Trời ơi cái này hình như cũng mắc lắm á chứ. Đâu có nhiều đâu. Có đáng gì đâu mà. Trời ơi. Anh hai làm gì chết luôn anh hai. Nhỏ lớn em mới thấy yến này luôn á. Yến này cũng ngon lắm, mua cho Danh uống này không nè. Mà nó cũng đâu có biết ngon đâu, toàn là sai ra chế không mà giờ có biết ngon gì đâu. Thì con thử con thấy nó ngon. Dạ. Cái hộp nó giờ đặt. Tại vì cho nó ăn uống cái gì cũng phải thử. Ôi yến kìa. Thôi kìa, nó nhỏ là Yến kìa. Để hết đi thôi, vậy đâu có biết. Thôi được rồi. Thôi anh mới mua qua nhà rồi. Thôi thiệt tình nha, thiệt tình lại. Thôi thiệt tình đem về cho cái chú đó uống đi, ở đây khỏe lắm. Nên phải rè, bệnh có miếng chủ yếu bà con mình thôi. Xíu chiều nay là còn lên Cúc Vòng nữa nè anh, chuẩn bị. Ghé thăm Phong tí cũng trước là thăm Phong giờ cũng biết gia đình, cũng biết mình đất này cũng sinh ra người con cũng có lòng từ thiện rất là nhiều. Em là người ghi hình thôi thì anh biết em là người ghi hình, nhưng mà có em là mới được cách nói rồi chia sẻ lan tỏa ra cộng đồng luôn, xã hội rồi ông bà cô bác mới biết được đó. Cũng là chung là em cũng có tấm lòng từ thiện đó. Rồi lật lội qua này đi lên rồi đi lên mến này em xà đó nhẹ lắm, đi lên cũng mến rồi. Nói chung là cũng tìm cách mọi cách để đến để hết chỗ này chỗ kia qua nay thì tìm mới được em đó. Em giấu rồi rồi thì có cái chị mà hôm bữa bú tới nhà Tuốt bây giờ hôm bữa là cô bác cũng cho cũng trên 100 triệu mà cô bác. Và giờ cũng ổn định là ẩm đứa con tới nhà. Bữa là Phong cũng chắc là sợ. Bây giờ ổn phải Phong sợ mà ở sớm tưởng đâu có chuyện gì. Bữa giờ thấy ổng còn đây đây gây tội gì không đây. Bữa giờ cũng thôi là đi lên chỗ Phong á để thăm Phong á. Rồi Phong cũng nói thôi có tấm lòng là quý rồi. Chứ xa xôi giờ về quê với Sóc Trăng với chứ giờ bà con mình khó khăn này có chút tiền để xây sở để sinh sống rồi tự nhiên lên đây mua quà cáp vừa tốn tiền xe vừa mua quà nữa. Ủa thì coi để lắm không? Thôi anh đến thăm em chút là anh phép anh gia đình. Chị mới tới chút xíu về uống ly nước rồi về nhà rồi chăm danh cho nhỏ em gái nó về rồi con nó cũng bệnh. Chắc anh sáng về chắc đi cũng sớm lắm hả? Bệnh rồi ba của nó chở nó đi khám bệnh rồi. Bây giờ về cho nhỏ em gái nó về nó lo cho con đó. Thì sáng giờ ăn uống gì chưa? Dạ con cơm rồi. Luôn ở trời. Xin đúng hết ly nước. Ủa gì đâu. Trời đến đây được là vui quá trời rồi. Dạ. Vậy anh ngoài đời đẹp quá à. Dạ. Anh hai lên đây thấy trẻ hơn ở dưới á. Lên hình xấu ra ngoài nhìn đẹp hơn á. Thưa ông bà cô bác đến thấy Phong được là Phong khỏe mạnh là con cũng mừng lắm rồi, mà đến thăm nhà là càng mừng nữa. Cảm ơn chú nhiều nha. Thôi con xin phép ông bà cô bác con về, xin phép ông để đem điện má ông về. Báo cho mình. Hả? Ngọc hả? Thôi được rồi, em từ em nhắn tin sau đi, anh biết đi đến được rồi. Anh chờ thủ anh đi về á. Dạ dạ. Không cái bác cứ để hết đi con xin nó gửi cho Phong. Không có lấy về đâu. Một hộp này không một hộp không có nhận trả lời gửi là hết mà. Cái này là cái tấm lòng mình đem đến mà mình trả về nữa thì thôi không có được trọn vẹn đâu. Cái tấm lòng nhà gửi lại anh làm giùm. Không, bây giờ nói chung là nhận rồi nhưng mà cái này thiệt tình luôn tại vì thấy chú Danh quá. Con đem đến thấy mà con xin gửi không, mà. Gửi là một hộp đi, dạ. Có nhận một hộp rồi. Có gì không gửi anh cái khác đâu mà. Thôi có gì đâu Phong. Để đây đi cưng uống đi rồi cho cháu uống cho vui. Nè, thôi được rồi. Thí dụ như để cho cháu uống nè, con hôm qua anh cũng có mua cho dành rồi rồi vậy nha, chứ mà giờ nói đem về nữa là buồn lắm á. Rồi biết rồi, ví dụ như có việc gì đó thì cần thiết thì đến mà nhau vui vẻ có gì đâu. Có dịp anh đi ngang qua rồi ghé vô nhà dùng bữa cơm. Dạ dạ thì lúc trước em cũng ở chỗ Mỹ Yên này. Thôi giờ đi về cho em gái nó về. Con bỏ cuốn xuống nha mẹ, đừng có về. Có gì không á? Bỏ trong cái tủ đó. Mình để trong đó bị ai biết gì đâu mà nói. Thôi giờ thì xin phép về ha. Đi về đó cũng là giờ mình về được. Mình lứt á, con chào mình lứt anh chạy qua cầu An Thạnh vậy đó, lại hoài rồi về rồi. Đến Đức Hòa. Tại vì nói chung là em hồi xưa em cũng đi đường này cũng nhiều. Trời. Rồi. Quên. Ẩm thổ địa mà. Anh nói à Mỹ Yên là anh biết rồi. Nói chỗ nào là vòng trước cũng gặp từ cũng gặp rồi. Dạ. Hả? Em gắn mẹ kìa. Đây đây đây. Thôi gửi này về cho chú. Dạ rồi. Ăn uống nước. Dạ. Con cảm ơn bác cái này bác để đó. Con xin phép con nhận cái này thôi. Còn cái này là để cho cha con Phòng. Cho bé sau nữa, bé sau cho bé sau uống. Rồi. Lấy cái bịch rồi. Thôi, bỏ vô cái vỏ xe con được rồi. Trời ơi, xe con như cái xe thổ mà. Rồi, cảm ơn anh nha. Bà quát cho các gia đình con về nha. Trời. Rồi chào bác đi con. Rồi chào bác hai đi. Rồi thiệt tình con bà cô bác ơi. Đi. Con bịch mình con hai. Ê bịch của ảnh. Đồ ở dưới đem về. Rồi anh đi thấy không? Trời. Trời nắng nóng chết luôn mà ghé đây nữa. Có gì đâu. Quý nhau cái tình hả anh hai? Quý nhau cái tình cái nghĩa mà anh thầy. Đến xa cách mấy mà mình có cái tấm lòng mà mình muốn đến là mình đến được liền ha. Dạ. Nếu mà có ở gần mà không đến được thì cũng không đến được. Dạ đúng rồi. Ở dưới nhà của ảnh mà chạy lên đây cũng tiếng mấy á mà. Xa mà. Xa lắm. Dạ. Đi cũng chung là cũng đầy đủ cái combo. Nắng quá mà đi. Có vợ con gì chưa? Dạ con có vợ có con rồi bác. Con cũng mấy đứa rồi. Dạ hai đứa. Tí và bài bác hai nè tí. Con gái. Bài tí nha. Tí đã có trời. Được không? Hồi nãy em lấy cái bịch đi để đó chút xíu. Chắc cũng khỏe lắm. Rồi xin phép gia đình về đây. Cảm ơn hai nhiều nha. Có gì đâu em. Ôm cái nữa tình cảm. Rồi. Trời về anh hai ơi, về khỏe nha anh. Dạ. Mong con cô bác nào thương để em xuống dưới. Ở đây thôi. Chạy chừng lạc đường á thầy. Anh ở Mỹ Yên vậy là anh biết đường rồi, ảnh thổ địa rồi. À, thấy thương anh quá trời. Hãy nuôi bệnh tật và nuôi người em là đã đời lắm. Người em mà cơ hội gần như là không có một chút cơ hội nào chơi. Cũng nhưng mà anh sống tình cảm quá trời. Cái em mà tai nạn giao thông đó mẹ. Thủy với Danh đó. Bằng tuổi con luôn mà. Cái cô mà bạn gái hết không chưa cưới mà nuôi đó. Mà nói chung là có người vợ sắp cưới như vậy là cũng quá là chốt rồi. Nuôi khoảng thời gian rất là lâu vậy cũng quý quá ảnh lên rồi sẵn đây ông bà cô bác mà có thương á thì nhắn tin rồi điện thoại gửi lời cảm ơn được rồi chứ đi lên thấy cực khổ lắm, nghiệp cực khổ bà con nữa. Hôm bữa là em cản anh rồi đó, em nói thôi được rồi, em nhầm khi em đi đâu không có nhà anh vô cũng đâu có đâu. Anh nói vậy là em mừng rồi, vậy bữa nay anh cũng thu xếp qua này, anh hôm qua anh lên bệnh viện rồi bây giờ tới nhà luôn. Bệnh viện chứ không có giờ trả về vậy thôi tới. Thầy cũng mong ông bà cô bác cũng thương. Ông bà cô bác cũng thương anh Hai với anh Danh á, cũng có chút quà thì Phong có điều kiện xuống thăm anh Danh. Chứ bây giờ chứ ở nhà không anh Hai anh nó cũng đâu có đi làm được, phải lo ăn uống rồi lâu lâu bệnh tật của anh Danh phải truyền nước này nước kia nữa. Nói chung tốn kém với đó, với thai tắm tả rồi đó. Cực lắm, nuôi người bệnh cực lắm. Này không có ý thức, không có ý thức được nữa. Nhất là nằm chỗ cực lắm. Bữa nay lâu lắm rồi, hình như năm mấy rồi hả? Năm mấy rồi mà. Su, gì Su? Khánh đi chưa uống rồi hả? Chưa uống đi. Khép chương trình. Với Su của mình mới đi khám về. Còn Khánh thì bị sốt cũng hai tuần nay mới đi nhổ răng về nữa. Nhổ răng. Không cái gì cũng vượt qua hết, còn đứng cầm máy quay mà bệnh thì còn cầm máy quay được mà. Không mình vậy là còn may mắn dữ lắm mà nhờ chờ Phật độ mình đó. Nhổ. Thôi hỏi gì? Thôi giờ xét chương trình luôn đi Phong ơi. Rồi. Rồi. Hai bữa nay thì gia đình Khánh Phong cũng cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã luôn yêu thương quan tâm đồng hành cùng kênh và hỏi thăm sức khỏe Phong trong những lúc mà khó khăn nhất. Thì nói chung là tới ngày hôm nay là cũng nhờ cô bác ủng hộ với cũng nhờ trời Phật thương ông bà cô bác ơi. Thì cũng khép chương trình luôn, chúc ông bà luôn vui vẻ hạnh phúc bình an. Và đặc biệt cũng cảm ơn một cái người anh Hai đã lặn lội xa xôi từ dưới mà Đức Hòa mà lên đây để thăm Phong với thăm gia đình. Cảm ơn anh Hai, chúc anh Danh nhiều sức khỏe với mau chóng hồi phục nha. Rồi chào ông bà cô bác. Mình chào ông bà cô bác luôn nè. Rồi chào ông bà cô bác nè Sáu ơi. Rồi, bye bye. Rồi chúc bà cô bác luôn mạnh khỏe bình an, công việc thuận lợi luôn. Bye bye.